Dường như tạo hóa thật bất công khi tạo ra loài chó hoang thua thiệt về ngoại hình so với hầu hết các con vật từ ăn cỏ đến ăn thịt. Vậy, điều gì đã giúp cho loài chó hoang này tồn tại và phát triển bền vững trên thảo nguyên? Trung bình mỗi con chó hoang chỉ nặng từ 18 đến 36 kg, chiều dài khoảng 75 đến 110 cm. Có thể thấy nó luôn thấp hơn rất nhiều so với con mồi của nó, phần lớn là đứng dưới mông của con mồi trong các cuộc săn. Hay đơn giản hơn, một con sư tử gặm một con chó hoang dễ dàng như đang gặm một khúc xương nhỏ. Với ngoại hình khiêm tốn là vậy, thì điều gì giúp cho loài chó này tồn tại và phát triển dây dẫn cho tới tận này? Điều quan trọng đầu tiên phải kể đến đó chính là tinh thần đoàn kết bền vững. Không bao giờ thấy một con hoặc hai ba con chó hoang lèo tèo đi săn. Thay vào đó là một binh đoàn lên đến hàng chục con vây ráp con mồi tứ phía. Những con chó nhỏ bé đoàn kết lại tạo thành một khối to lớn, hùng mạnh hơn bao giờ hết. Có thể hình dung khối đoàn kết của loài chó hoang giống sự đoàn kết của loài kiến tí hon có thể quật ngã bất kỳ gã khổng lồ nào. Sự đoàn kết của loài chó hoang như một chất keo kết dính bền chặt, tạo ra một thứ tình cảm vô cùng đặc biệt. Nó đầm tấm, kết nối và yêu thương vô vàn. Vì thế mà khi có một thành viên gặp nạn, các thành viên còn lại vô cùng buồn bã, lo lắng. Bởi khi mất đi một thành viên là sẽ làm suy giảm ít nhiều đến sức mạnh đoàn kết của nó. Ngay cả chính nó cũng biết rất rõ, sự đoàn kết mới giúp cho giống loài nó tồn tại nơi thảo nguyên khắc nghiệt. Sự đoàn kết giống như một sợi chỉ đỏ xuyên suốt theo thời gian, giúp nó có được bầy đàn khắc tiếng trên các đồng cỏ rộng lớn. Điều quan trọng thứ hai phải kể đến, đó chính là sự thông minh và tính kỷ luật rất cao. Nó sử dụng cách đi săn đặc biệt, đó là sẽ truy đuổi con mồi đến kiệt sức, rồi sau đó mới lơ vào tấn công, hạ gục con mồi. Nó ra quân, bày binh bố trận vô cùng bài bản, nhiệm vụ phân đều cho tất cả các thành viên tham chiến. Sẽ có con trinh sát dẫn dụ, sẽ có con đánh lạc hướng. Nó chia nhóm để phân bổ sức lực trong các cuộc đua với con mồi. Chẳng hạn như, nhóm mũi tên đỏ truy đuổi bị đuối sức, thì ngay lập tức nhóm mũi tên xanh tràn lên thay thế. Do đó, nó không bao giờ đuối sức mà ngược lại, con mồi mới là kẻ đuối sức. Sau khi con mồi cạn kiệt sức lực không thể chạy nổi nữa, nó sẽ lao vào tấn công hạ gục đối thủ. 3-1 không chọn cũng què. Còn với loài chó hoang, lên đến hàng chục con, số đông áp đảo, bao vây con mồi không lối thoát và cũng không biết phản công từ hướng nào. Điều quan trọng thứ ba, đó chính là nó sở hữu những cú cắn chí mạng. Nó sở hữu cú cắn mạnh nhất trong động vật ăn thịt thuộc bồ có vú, nghĩa là cú cắn của nó nguy hiểm hơn cả sư tử lẫn linh cẩu. Một cú cắn đã thế thì nói gì là hàng chục cú cắn, nó nhanh chóng xé tạc con mồi trong chớp mắt. Tạo hóa tuy không cho nó một ngoại hình lý tưởng, nhưng đã ban cho nó rất nhiều thứ. Tuy nó không lì lợm, bợm trợn như linh cẩu, nhưng bù lại nó linh hoạt và vô cùng nhạy bén. Nó không sở hữu siêu tốc độ, dẻo dai như loài báo, nhưng ngược lại nó biết dần trận phân bổ sức lực, đua tốc độ làm con mồi kiệt sức. Nó không có sức mạnh khủng khiếp như sư tử, nhưng nó lại sở hữu cú cắn mạnh nhất hành tinh. Tất cả đã xây dựng lên một loài vật hoang dã, đáng gờm trên thảo nguyên, biến nó trở thành loài săn mồi đạt hiệu quả cao nhất, tỷ lệ thành công lên đến 85%.